Thì con này hôm nay nó khoảng tầm 44 cho đến 45 triệu thôi nha anh chị. Mình ở khu vực huyện của tỉnh Trà Vinh thì có thể lưu ý ngay từ lúc đầu là mình sẽ tăng sên theo kế hoạch chỉ thị, chứ đừng có tăng sên theo giữa cái dè và cái bánh. Rồi hello chào anh em, chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Trà Vinh nha. Thì hôm nay tiếp tục với anh em với con mẫu xe công tay VinX, dòng xe công tay đang có giá khủng nhất thị trường luôn. Hôm nay thì nó đang giảm, bên Hiếu giảm gần 10 triệu các anh em. Đó, thì bản này là bản 2024 đời mới nhất luôn. Nhìn sơ qua thì anh em mình nhìn cũng nó giống như bản 23, nhưng nó sẽ có thay đổi ở chút xíu một số về màu sắc, như bản đặc biệt nè, đó, bản đặc biệt, bản thể thao và bản tiêu chuẩn. Thì đối với những màu kia thì nó phối mình nhìn nó khác hơn, còn riêng đối với bản thể thao này anh em mình thấy nó cũng na ná như vậy ha, không khác gì nhiều. Đó, chủ yếu ở cái con Winner này thì cái điểm mà ngon nhất hiện tại cải tiến mới đó là về bộ phận ngồi ly hợp chống trượt hai chiều đó, rất là ok luôn. Xe này có khóa Smart Key nè, rồi có ổ khóa thông minh, có sạc điện thoại luôn cho mình. Anh em nào đang thích mẫu công tay 6 số 150 phân khối thì lấy ngay thời điểm này nha. Hôm nay cũng gần nửa tháng 1 và giá Winner X này nó đang hỗ trợ giá là trên gần 10 triệu. Thì con này hôm nay nó khoảng tầm 44 cho đến 45 triệu thôi nha anh chị. Mình ở khu vực huyện của tỉnh Trà Vinh thì có thể là bao giấy tờ cho mình luôn. Còn ví dụ như mình ở thành phố thì có thể thêm chút xíu tiền nữa nha. Đó. Winner X hôm nay thì nó đang có đầy đủ các màu. Ở phiên bản thể thao thì trước mặt các anh chị mình đây, màu trắng, đỏ, đen, đó, mâm vàng đồng. Còn đối với phiên bản đặc biệt nó sẽ có màu đen nhám, màu bạc nhám và màu đỏ nhám. Và bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có bản màu đen bóng nè, màu đỏ bóng và màu trắng bóng, thì như trên catalog các anh chị mình thấy nha. Ở những cái bản tiêu chuẩn như màu trắng này nhìn rất là đẹp luôn. Mà tiếc cái là hôm nay Hiếu hết xe, chỉ còn mấy cái bản này thôi. Đó, hôm nay giảm giá là gần 10 triệu, 45 triệu thôi nha. Có ABS ở phía trước. Quên nữa anh em mình lưu ý là Winner X nó không có trang bị ABS ở tháng sau nha. Một số mình lận nhìn thấy là có anh em nói là Winner X nó có ABS, thật ra không có. Nếu mà có chắc có thể là do anh em nó độ chế lại á, nó không có ABS ở phía sau. Nhưng mà về bộ sên nhông dẻ thì đối với bản ABS thì nó sẽ có bộ sên nhông dẻ, nó xài xích là xích có Ford ở trong này. Thì cái xích mà nó có cái xin ở trong này, cái Ford trong này, thì nó sẽ giúp cho mình chạy cái vận hành xe nó giảm tiếng ồn hơn, nó không có nghe tiếng sên. Đó, nhưng mà bảo dưỡng hơi kỹ nha. Mình mà sử dụng nhớt máy mà đổ vô cái dây sên này nó có thể là mau bị dùng sên. Nhưng mà mình phải sử dụng cái dầu chiên để bôi trơn cộng dây sên thôi thì nó sẽ mới bền nha. Đó. Rồi thêm một cái tiếp theo nữa là anh em mình thấy về cái tăng sên của đối với Winner X. Mình đọc một số bình luận là nói sau tăng sên mà nó ngay kế hoạch này nè. Đó, ngay cái kế hoạch này nó ngay giữa cái gấp hai bên như nhau luôn, nhưng mà bánh xe nó méo với cái dè. Đó, bánh xe nó méo một bên vậy nè, mình nhìn méo một bên. Thì anh em đi tăng sên thì lưu ý ngay từ lúc đầu là mình sẽ tăng sên theo kế hoạch chỉ thị, chứ đừng có tăng sên theo giữa cái dè và cái bánh. Mình sẽ tăng đúng chuẩn là ngay cái vạch chỉ thị, ở phần cái gấp hai bên đều nhau là sẽ chuẩn nhất, và cái bố đĩa mình không bị kẹt, cho dù quay ngược hay quay xuôi gì bánh nó cũng trơn tru ha. Đó, để mình mà quay canh nó lệch á, mới mốt cái bố này nè, cái bố đĩa này canh không đều thì nó bị lệch qua một bên, thì mình chạy một thời gian cái bố này nó mòn không đều, rồi bắt đầu mình vô một ông thợ khác chỉnh cho ngay đúng chuẩn lại, thì bố này nó mòn không đều, dẫn đến tình trạng là quay xe các bạn là nó bị nặng. Đó là trường hợp quay nặng bánh xe. Còn như ở đây từ nhà sản xuất về quay rất là chuẩn, tại vì người ta canh cái này nó đúng theo hoạch chỉ thị nha. Đó, Winner X hôm nay giá rất tốt. Đối với bản tiêu chuẩn hôm nay thì nó chỉ còn khoảng 36 triệu thôi các anh chị mình nha. Đó, hôm rồi thì Hiếu có đăng cái clip anh chị mình quan tâm rất là nhiều. Anh em nào đang thích mẫu xe mà đi phượt nè, đi những cái chuyến đường dài, chinh phục những cung đường, động cơ cho nó mạnh chút xíu thì 150, công tay thì lấy con ngay con Winner X này nha. Đây có chương trình hỗ trợ giá rất là tốt, và đặc biệt cái mua xe Winner X hôm nay thì sẽ được quay thưởng có cơ hội trúng xe SH350i hoặc là Vision hay là Venpa. Và nếu mà không có trúng thưởng thì mình sẽ nhận ngay cái điện thoại A05S đó, đối với dòng Winner X và Vario 160 nha. Rồi kèm theo đó là chương trình hỗ trợ trả góp, thì Winner X này anh chị mình chỉ cần trả trước khoảng từ 9 triệu đó, sẽ nhận ngay được một cái con Winner X đẹp như thế này. Mỗi tháng thì có thể góp chắc tầm triệu mấy 2 triệu, và lãi suất nó đang áp dụng là 0.79%. Anh chị mình chỉ cần trả trước khoảng 8 đến 9 triệu thôi nha. Và nếu trả nhiều hơn có thể nhận luôn cái cọc và gốc.
Và bên Hiếu đang có 5 ngân hàng để hỗ trợ cho anh chị mình, miễn là không nợ xấu có thể mua xe được nha. Tất cả các dòng xe Honda có mặt tại đây đó, chỉ cần trả trước tối thiểu 20% giá trị xe. Rồi, Hiếu xin nhắc lại là VinX này giá hôm nay nó dao động từ 35 cho đến 45 triệu đã giảm trừ khuyến mãi đời 2024 và 2023 đó, có đầy đủ các màu sắc. Anh em nào đang thích VinX cứ ghé trực tiếp hết thành Hiếu để được hỗ trợ cho mình cái giá tốt nhất và giá cạnh tranh trên thị trường. Rồi, cảm ơn anh chị mình đã xem video nha.